thời gian cho các đội thi đấu. Sau chi đội thôn 2, chúng ta đến chi đội thôn 4 và chi đội thôn Đông Tân để rút kinh nghiệm của chi đội thôn 2 khi các em đội cờ, đội kiệu, đội trống. Khi các em ra sân thì chúng ta sẽ để cờ kiệu ở khu vực trước khán đài. Thank you.
Thank you.
phần thi của mình. Tiếp theo chi đội thôn 5, chi đội thôn 6 là chi đội thôn 1, chi đội thôn An Cầu chuẩn bị. Chi đội thôn 5 biểu diễn phần thi nghi thức. Thank you.
đội thôn 1 biểu diễn phần thi nghi thức. Thank you.
là nha. Thank you.
Thank you.